Hello everyone, xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món đang hot nhất hiện nay, chính là trà sữa kimchi. Các bước chuẩn bị gồm có 200ml trà tươi vừa mới chiết xuất, 50g kem béo Velu cho những bạn thích uống nóng và 75g cho những bạn thích dùng với đá. Các bạn khuấy đều tay cho lớp bột tan hết nhé. Bắt buộc phải là trà còn nóng vì như vậy sữa mới có thể tan đều, không bị vón cục. Theo mình cho 30ml sữa đặc vào. Mình không thích uống ngọt. Những bạn thích uống ngọt hoặc đá có thể tùy chỉnh lượng tùy thích nhé. Ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn một số nguyên liệu mà mình hay sử dụng. Trà đen số 9 hoặc có thể là trà Tân Nam Bắc nhé. Kem béo thực vật Velu. Cái này thì các bạn biết rồi, đây chính là sữa đặc ngôi sao. Phần trà sữa đã xong rồi, làm sao thiếu được lớp kem chi hấp dẫn đúng không? Bước chuẩn bị gồm có 50g kem được mình lấy từ bình xịt ra và cho thêm 10ml whipperim, 10ml sữa đặc. Ít muối. Tiếp theo là thêm một muỗng sữa chua. Mình đang sử dụng là loại Đà Lạt Milk. Sẵn đây mình giới thiệu với các bạn luôn, đây là thành phần chính mà mình sử dụng ở bình xịt trong bình xịt kem. Tiếp theo các bạn khuấy mịn hỗn hợp trên lên nhé. Sau khi hoàn thành các bước trên, mình thu hoạch được phong sữa chi và 300ml trà sữa. Tiếp theo mình sẽ sử dụng 100ml trà sữa để sắc. Sau khi sắc xong, mình cho vào ly. Sau đó đổ hỗn hợp phong milk chi vào. Sau khi hoàn thành, các bạn có thể dùng bột trà xanh hoặc caramel để trang trí. Ở đây mình sử dụng caramel mình tự làm. Thật ra mình chỉ là tái sử dụng lại vỏ chai thôi. Còn sốt caramel là hoàn toàn mình tự làm, mình có thể giới thiệu các bạn ở clip sau nha. Đây là thành phẩm của mình. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Khoan đã, còn đây là góc nhá hàng của mình. Các bạn biết đây là gì không? Đây chính là bánh su kem mình sẽ giới thiệu ở clip sau. Các bạn nhớ đón xem nha.